Lại tiếp tục có thêm một cái dự án khai thác coin trên sàn và trên ví mà em muốn chia sẻ với các bác. Thì đây là cái dự án giúp chúng ta có thể nhận được cái đồng token ATR hoàn toàn là miễn phí. Thì đối với những cái kèo mà khai thác coin trên sàn và trên ví thì chắc chắn rằng nó sẽ được list sàn hoặc là được list trên cái ví đó. Quan trọng là cái giá cả của nó cao hay là thấp thôi. Thì ở cái video này em muốn cập nhật cho các bác để các bác có thể nắm rõ được và chúng ta có thể tham gia. Cái dự án ngày hôm nay thì giúp chúng ta nhận được cái đồng token ATR ở trên cái nền tảng ví ATX hay còn gọi là cái sàn ATX. Đây là một cái sàn tên gọi khá là mới nhưng mà nó cũng không phải là mới. Bởi vì sao? Bởi vì hiện tại thì cái nền tảng Atlas nó đã thay đổi tên là ATX. Thì những bác nào mà đang sử dụng cái ví Atlas ấy, thì các bác có thể đăng nhập sang cái ví ATX này đều được. Còn những bác nào mà chưa có thì các bác có thể đăng ký lại nhé. Video ngày hôm nay thì bản thân em sẽ cập nhật cho các bác hai cái nội dung chính. Thứ nhất là chia sẻ cho các bác về cái nền tảng khai thác cái đồng token ATR trên cái nền tảng ví ATX hay còn gọi là cái sàn ATX ấy. Tiếp theo đó là em sẽ dành tặng 200k hoàn toàn là miễn phí cho các bác ở trên cái nền tảng ví này để các bác có thể tham gia và kiếm tiền nhé. Sau khi các bác có thể sử dụng 200k mà em dành tặng cho các bác thì các bác có thể kiếm, ví dụ như là các bác có thể kiếm lên vài 300.000, thậm chí vài triệu thì các bác có thể rút luôn được về cái tài khoản ngân hàng của các bác nhé. Rồi thì trước khi vào hướng dẫn các bác thì em sẽ nói qua đây là cái nền tảng ví ATX hay còn gọi là cái sàn ATX. Các bác có thể lên cửa hàng CS Play này. Cái này nó tên nó khá là mới nhưng mà thực ra thì nó là cái sàn Atlas cũ, cái tên sàn Atlas ấy thì các bác có thể đăng nhập được cái tài khoản ở ở cái bên Atlas sang bên này đều được. Đấy, sau khi mà các bác cài đặt xong các bác mở lên. Những bác nào mà chưa có tài khoản thì các bác có thể đăng ký, sau đó các bác khai thác. Khai thác xong thì các bác có thể liên hệ với em sẽ tặng cho các bác là 200k. 200k đó thì các bác có thể sử dụng để đi kiếm tiền. Lãi trên 200k là các bác có thể rút bình thường nhá. Rồi sau khi mà các bác đăng ký thành công thì các bác mở cái ứng dụng này lên. Cái điều đầu tiên bây giờ em muốn chia sẻ cho các bác để tham gia khai thác và nhận được 200k thì chúng ta cần phải xác minh cái tài khoản ở trên cái ví này. Đây là một trong những cái ví lưu trữ rất là nhiều những cái đồng coin như là Bitcoin, ETH và một số các đồng coin khác. Đây các bác sẽ ấn vào phần hình trang cá nhân hay còn gọi là cái mục cài đặt. Các bạn ấn vào đó cho em. Sau khi mà các bạn ấn vào phần hình trang cá nhân, các bác sẽ ấn một phần thông tin tài khoản. Đối với những bác nào mà chưa xác minh thông tin thì chúng ta xác minh vào nhé. Bởi vì đây là một cái ví hay còn gọi là một cái sàn, nó lưu trữ rất là nhiều những cái đồng coin của chúng ta, nên là nó cần phải bảo mật an toàn nhất có thể. Nên là các bác cần phải xác minh tài khoản cho em. Sau khi mà xác minh thành công xong rồi, các bác sẽ sang cái mục cài đặt ở đây. Trong cái mục cài đặt này thì các bác để ý này, chúng ta sẽ vào cái phần đó là phần phương thức thanh toán. Thì các bác thêm cho em cái tài khoản ngân hàng vào nhá. Bởi vì khi mà chúng ta nạp rút thì chúng ta sẽ nạp rút về cái tài khoản ngân hàng của chúng ta. Chúng ta không được liên kết cái tài khoản ngân hàng của người khác mà bắt buộc phải liên kết với cái tài khoản chính chủ trùng với cái thông tin chúng ta xác minh là được. Rồi, đấy là cái phần đầu tiên. Bây giờ em sẽ hướng dẫn cái bước để chúng ta có thể nhận được 200k trước, sau đó em sẽ hướng dẫn các bác là tham gia khai thác và nhận cái đồng token ATR nhé. Đối với những bác nào mà khi chúng ta ấn vào cái phần người giới thiệu đây này, các bác để ý nhá, nó sẽ có phần người giới thiệu thì các bác ấn vào đấy cho em. Nếu như bác nào mà có cái phần đó là phần thay thế người giới thiệu hoặc là cái mục mà nhập người giới thiệu đó thì các bác sẽ ấn vào phần thay thế cho em. Rồi sau đó các bác sẽ nhập cho em cái ID đó là 430 này. 430 nhá, 94 này. 3 con 9 1 2 3. Rồi. Sau đó nó sẽ hiện lên tên như này là đối tác thì các bác sẽ ấn vào phần lưu cho em là được. Sau khi mà các bác đã lưu thành công xong rồi thì các bác có thể liên hệ với em, sau đó các bác ấn vào cái phần thông tin tài khoản, gửi cho em cái phần ID nhá. Gửi cho em cái ID, em sẽ tặng cho các bác là 200k hoàn toàn là miễn phí. Và 200k đó nó sẽ được cộng sang cái phần đó là phần giao dịch ở bên này này. Đấy, phần bên giao dịch này thì 200k đó các bác có thể sử dụng đi
chơi đi chơi nhá. Ở đây thì chơi nó cũng giống như những bác nào mà sử dụng sàn Binance hoặc là Onchain. Chơi ở đây thì nó sẽ có những cái phần, đó là phần mua và phần bán. Đấy, sau khi mà các bác chơi thành công xong mà lãi trên 200k là các bác có thể rút ra tài khoản ngân hàng của các bác. Nếu như mà bác nào mà chưa hiểu về cái mục chơi này thì các bác có thể vào cái nhóm Zalo, em sẽ hỗ trợ các bác nhé. Em sẽ chia sẻ qua để các bác có thể nắm rõ được cái mục chơi này để các bác có thể dễ dàng hơn sử dụng 200k đó để các bác có thể kiếm tiền được miễn phí. Đấy là cái phần mà em chia sẻ cách để các bác có thể nhận được 300k hoàn toàn là miễn phí từ em. Rồi, 300k đó nó sẽ hiện lên, 200k đó nó sẽ hiện lên ở cái mục phí Fortuner này. Đấy, phí Fortuner này nó sẽ cộng cho các bác là 200k nhá. Ngoài ra thì hiện tại ở đây vẫn đang có chương trình để các bác có thể đi giới thiệu bạn bè để các bác có thể nhận thêm. Đối với người mới khi đăng ký thành công sẽ nhận được là 650.000. Đối với người giới thiệu là các bác đi giới thiệu chúng ta sẽ nhận được là 150.000. Và các bác có thể ấn vào mục phần xem chính sách ở đây này. Và các bác có thể đọc qua những cái chính sách và những cái quyền lợi khi các bác tham gia để chúng ta có thể nhận được. Đây, bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 6 này, người dùng có thể rút vốn 200k với cái lãi tổng số này. Đấy, các bác có thể đọc. Ở đây có rất là nhiều những cái phần quà cũng như là phần thưởng. Bên cạnh đó thì các bác còn có thể gửi lãi được. Và em sẽ có thêm rất là nhiều những cái video để chia sẻ cho các bác nhé. Ngoài ra nó còn có phần giao dịch thử này. Để các bác nào mà chưa có kinh nghiệm thì các bác có thể vào đây. Các bác có thể giao dịch thử ở đây. Đấy, đây là cái phần giao dịch thử để các bác có thể giao dịch, để ấn một phần giao dịch này. Kiểu như là chúng ta mà chưa có kinh nghiệm thì các bác có thể vào đây để chúng ta có thể chen chen trải nghiệm trước nhá, chen trải nghiệm trước bằng cái phần đó là phần free. Sau khi mà đã chen trải nghiệm rồi, đấy, ở đây nó chúng ta chả có gì cả, phải không? Sau khi mà chúng ta đã chen trải nghiệm xong rồi thì các bác có thể quay trở lại ra, đấy, các bác sẽ vào thực tế luôn, ấn vào một phần giao dịch ở đây nhá. Rồi, sang cái mục thêm này, mục thêm này còn có rất là nhiều những cái phần giới thiệu tích lũy, nạp tiền và rút tiền. Đấy, đây là phần nạp tiền này, đây là phần rút tiền. Nạp tiền là dành cho những bác nào mà muốn mua coin chẳng hạn, muốn mua coin hoặc là muốn nạp tiền điện tử. Đấy, muốn nạp tiền điện tử thì các bác có thể chọn. Ví dụ như là các bác muốn rút một những cái đồng coin nào ở trên cái trang web hoặc là cái ví nào thì các bác có thể rút về. Bên cạnh đó thì hiện tại trên cái nền tảng này mới có một cái thông báo dự án Anadolu giúp các bác có thể tham gia khai thác và nhận được cái đồng token ATR cách đây khoảng độ là 4 ngày trước. Thì các bác sẽ ấn vào đây cho em này, ra mắt tính năng ATX và cái phần game tap tap khai thác đồng ATR token. Đấy, các bác sẽ ấn vào đây cho em. Và các bác đọc ở đây cho em này, đấy, có rất là nhiều những cái phần thông tin. Ở đây thì nó sẽ có những cái mục để chúng ta có thể nhận nhiều hơn được cái đồng token này. Và cái dự án này nó thông báo là sẽ niêm yết ở trên cái sàn Adnat vào là trong tháng 10. Chắc chắn rằng những cái kèo mà khai thác trên những cái ví, trên những cái sàn này thì nó sẽ được list sàn. Quan trọng là cái giá của nó sẽ cao hay là thấp thôi. Và em sẽ thường xuyên cập nhật cho các bác. Và để tham gia thì các bác có thể ấn vào cái đường link ở đây. Đây, nó sẽ có cái phần đường link ở đây. Em sẽ sao chép cái đường link này, sau đó chúng ta sẽ sang Telegram để chúng ta có thể tham gia nhá. Rồi bây giờ em sẽ sao chép nó và chuyển sang Telegram ở đây. Để tham gia khai thác cái đồng ATR này thì chúng ta cần phải có cái tài khoản Telegram nhá, cũng như cái ứng dụng Telegram. Nó cũng giống như cái nền tảng ví Onchain khai thác cái đồng OLX ấy, thì các bác cài đặt về, các bác mở lên. Đấy thì hai cái dự án, thứ nhất đó là OLX, thứ hai là ATR, chúng ta tham gia hoàn toàn là miễn phí, phải không? Đây, các bác vào đây này, cái đường link em sẽ để dưới phần mô tả của video nhá. Các bác sẽ ấn một phần start. Chúng ta nói chung là những cái kèo free chúng ta cứ tham gia, phải không? Khi mà nó được list sàn, giá được bao nhiêu, chúng ta có nhiều thì chúng ta hưởng nhiều, có ít thì chúng ta hưởng ít. Quan trọng là nó cứ bán được là được, phải không? Rồi, sau khi mà chúng ta đã tham gia rồi thì chúng ta sẽ ấn một phần mở app ở đây này. Mở app ở đây nhá, để em hướng dẫn các bác cách thức tham gia để chúng ta có thể khai thác ở đây. Rồi, chúng ta sẽ ấn vào những cái mà nó chỉ dẫn đây này. Ở đây thì khi mà chúng ta vào đây, nó sẽ có cái phần đó là phần bắt đầu đào này. Thì các bác sẽ ấn một phần bắt đầu đào ở đây cho em này. Đó, cứ trong vòng 4 tiếng thì chúng ta lại vào ấn một mục phần bắt đầu nhá. Và để kiếm thêm thì mỗi một ngày nó sẽ cho chúng ta là 500 cái lượt click. Thì chúng ta sẽ ấn cái ngón tay vào đây này.
để chúng ta có thể click ở đây. Bên cạnh đó thì nó sẽ có cái phần mở dương này, nâng cấp này, nhiệm vụ này và rất là nhiều phần. Nhiệm vụ đây, nhiệm vụ này thì chúng ta cần phải làm, ví dụ như là điểm danh hàng ngày, ấn vào mục phần thực hiện ở đây, ấn vào mục phần điểm danh. Đó, như vậy là em đã điểm danh thành công này. Tiếp tục mời bạn bè tham gia. Đó, thực hiện chia sẻ trên Facebook, tham gia cộng đồng, tham gia Telegram, rất là nhiều. Đấy, rất là nhiều nhá. Bên cửa hàng này thì xem có cái phần gì không. Cửa hàng này thì chúng ta sẽ mua rương. Mua rương này thì nó sẽ có rương đồng, rương bạc, rương vàng, rương kim cương. Thì cái phần này chúng ta cứ tạm thời trước nhá, tạm thời bỏ qua trước. Bên cái mục chia sẻ bạn bè này thì các bác có thể đi giới thiệu và chúng ta sẽ nhận được, ví dụ như là bạn bè đầu tiên trong ngày cộng được 10.000 token. Đấy, bạn bè chơi ATX cộng được thêm 10.000 nữa. Đấy, rất là nhiều những cái phần để các bác có thể nhận thêm. Còn bác nào mà chăm chỉ chịu khó hơn thì các bác có thể ấn vào đây để chúng ta có thể tham gia và khai thác nhận được cái đồng ATR này nhá. Và chắc chắn rằng thì trong tháng 9 này cái đồng ATX, đồng ATR này nó sẽ được list sàn các bác nhá. Đồng ATR sẽ được list trên cái sàn Atlas hay còn gọi là ATX bây giờ. Thì bác nào mà chưa tham gia thì bây giờ các bác có thể tranh thủ tham gia. Đây là những cái kèo free đi, chúng ta không phải mất cái gì cả. Hàng ngày thì chúng ta có thời gian thì chúng ta vào click, đợi sau khi mà nó được list trên sàn cho chúng ta rút về ví thì lúc đó em lại tiếp tục làm video hướng dẫn để các bác có thể bán nhá. Đây là một trong những cái dự án Anadop trên sàn, trên ví, sau cái nền tảng của cái đồng OLX trên cái nền tảng ví Onnode, nên là các bác có thể tham khảo cho em. Rồi thì trên đây là hai cái nội dung. Thứ nhất đó là hướng dẫn các bác nhận được 200k hoàn toàn là miễn phí khi mà những bác nào đang sử dụng hoặc là chưa có cái ví Atlas hoặc là cái ví ATX này thì liên hệ với em qua Zalo. Sau khi mà các bác nhập xong phải liên hệ qua Zalo cho em biết những bác nào thì em mới có thể gửi được nhá. Còn các bác nhập xong các bác không liên hệ qua Zalo cho em thì em cũng sẽ không tặng được, bởi vì em không biết các bác đấy là ai thì em sẽ không thể tặng được. Nên là các bác nhập xong các bác phải liên hệ qua Zalo cho em. Cái phần thứ hai là chia sẻ cho các bác tham gia khai thác cái đồng ATR trên cái nền tảng ATX Tab này. Rồi, cái video này của em kết thúc ở đây nhá. Em xin chào tất cả các bác.